có hai điều anh muốn nói với em. Nói đi, nói đi. Điều đầu tiên là có bất kỳ một điều gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn ở bên em. Ôi thật á, thật á. Và bảo vệ em. Ôi, có ai đánh người ta đâu mà bảo vệ, bảo vệ. Điều thứ hai. Ôi, lại có cả điều thứ hai á. Anh muốn nói với em là cô giáo, anh yêu em. Ôi dồi ôi, đúng là đỉnh của chóp chưa. Ôi dồi ôi anh ơi, 2020 rồi, giờ này còn ru em bịt bợm anh lừa ai. Chị em phụ nữ chúng tôi giờ khôn rồi, trải qua đắng cay ngọn mùi, biết thế nào là niềm đau rồi. Khổ, anh đột tôi. Đột tôi. Trời ơi. Thôi đừng nói một lời gì hết. Đau lòng lắm, đừng nói.